Tối 18 tháng 8, Thượng tá Lê Tấn Hòa, trưởng Công an huyện An Phú, An Giang, xác nhận đơn vị đang phối hợp với lực lượng biên phòng tiếp nhận vụ 40 người làm thuê ở casino Campuchia phải tháo chạy về Việt Nam bằng cách bơi sang sông Bình Di. Trước đó, khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 21 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phát hiện bắt giữ 40 người, 35 nam, 5 nữ. Số người trên chưa xác định được nhân thân, lai lịch từ một casino thuộc ấp Dreythum, xã Sambelborn, huyện Cao Thom, tỉnh Kanda, Campuchia, bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong đó, có 9 người bị thương nhẹ, hiện đang được y tế địa phương thăm khám, chăm sóc. Hiện tại, còn một người bơi qua sông Bình Di bị mất tích. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đang phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm. Theo nhóm người này, công việc hàng ngày là làm game online, lên các trang mạng, làm theo sự chỉ đạo của casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nên họ bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam bằng cách chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh vào Việt Nam. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo công an tỉnh An Giang khẳng định, người dân tháo chạy từ nước bạn về thì phải giúp đỡ họ. Trước mắt, đơn vị đang báo cáo vụ việc này về cấp trên, xin hướng xử lý. Sau đó sẽ trao đổi với lãnh đạo tỉnh bạn ở Campuchia xung quanh vấn đề này.